20.5 cm. Và mọi người đo từ B đến B phẩy là 5/7. Và mọi người sẽ dựng đường từ A nối với B phẩy. Tôi buồn cười nhỉ. Mọi người sẽ nối A với B phẩy. Để nhìn thấy mấy cái đồng chí đi bàn. Ok, và chúng ta sẽ làm 3.5. Ba phẩy năm là thông số cho độ rộng của bản cổ, thưa anh chị. Và chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta sẽ chia đôi cái cạnh ở trên, chia đôi nhá. Và chúng ta anh chị sẽ lấy là 1.6. Ví dụ anh chị cho đây là 1.6 nhá, thì anh chị lấy xuống là 0.8. Lấy hai lần nhé. Tóm lại là đây là cách vẽ đường cong tròn trong toán học. Và anh chị sẽ nối vào cái đường bên dưới. Đấy, chúng ta sẽ lấy xuống đây là 1/6 nha. Thì chúng ta chia đôi cái đường này ra. Thì chúng ta lấy xuống dưới thêm bằng một nửa của cái này để chúng ta vẽ đường cong. Ví dụ chúng ta sẽ lấy xuống là 2 phân thì chúng ta sẽ lấy xuống là 1 phân. Tùy anh chị thích cổ cao nhiều cong ít. Thì anh chị này chia đôi giúp mình cái này này. Từ vào đây chia đôi giúp em nha. Và đây chia đôi giúp em. Và sử dụng cái cây thước này nha. Nếu như anh chị mà không có thước thì anh chị lấy cái bút đánh tròn tròn này giúp em. Đó. Còn nếu có thước thì anh chị có thể đặt như thế này. Nó sẽ có 1 điểm này, 2 điểm này và 3 điểm này. Anh chị xoay cho cái thước này bao giờ nó trúng 3 điểm này thì ok. Chỉ không nên chơi cả 4 điểm. À thôi, sorry. 2 điểm này thôi. Sau đó thì mình quay thước vậy cho nó tròn hẳn. Ví dụ ở đây em thấy là số là 36. Vậy này. Thì em lật thước sang bên này này. Thì là tìm đúng số 36 đặt vào là nhọn. Ngon luôn. Thì anh chị này nó sẽ tròn trơn luôn. Kiểu gì. Tiếp này. Từ các anh chị nhìn thấy cái cạnh này chưa? Rồi ok. Và chúng ta sẽ lấy xuống là 3.5. Lấy đều thôi, lấy đều 3.5. Cẩn thận mình nhầm nhé. Lấy với cạnh trơn ạ. Lấy thật nhiều. Lấy chất nhiều và khớp vào nhau. Rồi ok. Và chúng ta, khi mà chúng ta có nhiều cái đường, cái đường nét đứt như này rồi, thì chúng ta có thể đặt thước vào để chúng ta sửa tròn. Hoặc chúng ta có thể vẽ tay. Rất nhiều giải pháp cho chỗ này. Có thước thì nó ngon hơn. Đó. Giống như cái cạc quần 1/2. Các anh chị kẻ xuống. Kẻ xuống cái chân bên dưới này. Đó. Em ghi vào số vào đây nhé. 1.5.
lấy từ điểm 1,5 kẻ vào cái phần chân này. Tiếp này, chia 3 cái này ra, chia cái này ra 1/3 và lấy vào đây là khoảng 2/2, từ điểm 1,5 này lấy sâu xuống 2/2 và chúng ta sẽ có điểm này 1/3 từ dưới lên và 2/2 này chúng ta nối với nhau bằng một cái đường này, bằng một đường thước. Và em này sẽ lấy màu khác để cho anh chị có thể nhìn. Nếu như mà chúng ta muốn cái đầu cổ chúng ta để thước cạnh này nhá, và đây là chúng ta xoay này. Nếu như chúng ta muốn có một cái đầu cổ nó cao thì anh chị xoay chiều dựng thước này lên cho em. Còn nếu như chúng ta muốn sở hữu một cái đầu cổ nó hơi thon thon một chút thì chúng ta để thấp thước. Cái này là do dáng thôi ạ. Đó, các anh chị nắm được chưa? Đầu màu vàng. Nhưng dáng thế nào thì dáng phải tuân thủ những nguyên tắc sau đây. Nguyên tắc thứ nhất là khi vé xong dáng, các anh chị phải vé đối xứng để kiểm tra. Đối xứng tức là sẽ vẽ một cái đường đối xứng sang trục bên này, tức là sẽ tròn theo trục cổ. Và anh chị sẽ lật cái bên này ra, nếu làm ở trên phần mềm thì quá ngon, còn nếu không thì anh chị sẽ sao cái này ra này. Đó. Nhưng như thế này chưa đẹp, nó phải thế này nữa. Ở cái phần này mọi người lấy vào khoảng 3 phân là mọi người chém cái đít này để tạo cái độ ôm độ, cái khu vực này nó không hề bị bửa. Thì đây gọi là cái kỹ thuật mà xử lý bửa này. Mọi người lấy vào đấy từ khoảng 3 phân. Từ đầu này 3 phân và mọi người sẽ kẻ ngót vào khoảng 2 ly. Ngót vào 2 ly. Và cái phần trên này nhé, mọi người lấy lên 5 ly. Cái phần gáy này để làm gì ạ? Để cho cái cổ nó, cái phần gáy này nó to hơn cái phần đầu 5 ly. Thì mọi người có thể in cái này ra mọi người, hoặc là mọi người đặt thước này, mọi người để 1/4 ở điểm đầu này và mọi người xoay nó lên. Đó, rất là dễ. Thử phát ra rồi làm sao đúng không ạ? Thì cái bản này nó hơi to một chút, em lại thích cổ nó to to một chút. Cái bản này của em là, tức là em có thể sao hoặc là mọi người có thể lấy lên 0.5 này và lối trơn vào cái đường màu vàng này của em giúp em. Em nói lại này, đây là cái cổ tàu rồi, nhưng mà cổ áo dài em muốn là cái phần này, cái phần sống sau này nó sẽ to phần đầu khoảng 0.5. Thì bằng cách là em sẽ lấy lên này, lấy lên trên là 0.5, em sẽ ký hiệu vào đây 0.5. Và nếu như mà em sao cái bản này ra rồi thì em sẽ đặt 1/4 này, tức là chia đôi đường này ra, đặt vào đây này và em xoay cái thước này lên, xoay cái miếng bìa này lên thì nó sẽ dễ đối với các anh chị mới học. Và em sẽ vẽ này đường này thì nó sẽ phải to đều ra 1.5 ạ. Và cái điều này rất là đơn giản, em dùng thước này em đánh trơn hai đường này vào nhau. Đó. Đầu tiên là sẽ kẻ một đường song song, nếu mà vẽ trên vải thì song song với cạnh sườn dọc, còn nếu trên giấy thì thôi, kẻ một đường này và tìm ra một đường vuông góc với nó. Từ đường vuông góc lấy ra số là 20.5, gọi là tạm gọi là B, từ A đến B là 20.5. Từ B mọi người lấy lên
dựng một đường vuông góc lên trên gọi là B phẩy bằng 5,7. Từ 5,7 này mọi người kẻ một đường chéo về A gọi là điểm B phẩy A. Khi mà có đường dựng chéo này rồi, tức là xác định được độ dốc của cổ này, thì mọi người sẽ lấy lên là bằng 3,5 trung bình. Trung bình là 3,5. Sau khi đã xác định được 3,5, mọi người sẽ chia đôi cái đường ở bên trên và lấy xuống dưới với một con số là 1,6. Và để vẽ được đường trơn đều, đường cong trơn đều, thì mọi người chia số 1,6 này một nửa lấy xuống bên dưới để chúng ta tính tiến. Sau đó chúng ta từ điểm gốc tạm gọi là A phẩy, chúng ta sẽ nối với điểm giữa này tạm gọi là C, và từ C thì chúng ta nối lên D, và chúng ta lại chia đôi 1/2 của D và C. Chia đôi 1/2, tức là chia đôi lấy một nửa giữa C và A phẩy. Như vậy chúng ta có hai điểm 1/2, và chúng ta nối vào điểm chính giữa 1/6. Như vậy là nối, ở đây chúng ta sử dụng công cụ nối bằng thước cong. Thước cong thì anh chị có thể để 36 lối giữa điểm C, điểm trên này và điểm 1/2. Và khi chúng ta nối xong thì chúng ta thực hiện lật thước và chúng ta để đúng bằng số 36. Thì như vậy là tạo được một cái đường cong cực kỳ trơn và dễ dàng. Còn nếu như anh chị chưa có thước này thì có thể vẽ bằng tay đoạn này. Nên vẽ bằng tay thì nó tương đối thôi. Nếu mà vẽ siêu quen rồi thì chúng ta có thể vẽ được đường luôn. Rồi ok. Tiếp theo, từ D chúng ta lấy vào là 1,5, kẻ một điểm xuống điểm B phẩy. Tiếp, để dựng được cái đường vàng trơn đều ở bên trong thì từ điểm 1,5 này chúng ta sẽ vào thêm khoảng 2,5. Và chúng ta sẽ chia cái bản cổ này ra làm 3 phần, để chúng ta sẽ dùng cái thước dây để đi qua điểm 1/3 này nhé. Từ 1/3 chúng ta sẽ lượn cong chứ không phải là lối ở điểm 1/3 đâu. Như vậy là chúng ta sẽ dùng cái cạnh trong của thước này để chúng ta quấy. Như vậy là may cổ tàu thì cái phần này các anh chị làm nó đầy lên một chút. Còn nếu may cổ dài chúng ta chỉ cho thấp được một chút thì nhìn nó đẹp. Thì đây là theo quan điểm cá nhân của em. Và để cho cái ở đằng sau nó to, bởi vì đầu nó sẽ nhỏ nhỏ còn thon thon, còn đằng trong này nó sẽ to to, cao cao, nhìn nó sang lắm, nhìn nó sang chảnh lắm, quý phái lắm, thì mọi người sẽ lấy lên là khoảng 5 ly đây, lấy lên trên 5 ly và chúng ta sẽ gắn trục từ một. Như vậy là chúng ta có thể sao cái bản này ra, và chúng ta ví dụ sao được ra như thế này rồi. Chúng ta sẽ chia 1/4 này. Như vậy mọi người sẽ gắn trục quay ở đây. Và chúng ta sẽ xoay lên này. Và chúng ta có thể vẽ lại góc này. Hoặc đơn giản hơn là nếu mọi người lười sao ra thì mọi người đặt thước cong và mình sẽ lượn lại để làm sao lên 0,5 và nó trơn vào cái đường màu vàng này. Như vậy là chúng ta đã thành công kỹ thuật cắt cổ. Kỹ thuật này khả năng là của IS.